Xin chào các bạn. Một câu đố rất ngắn gọn muốn gửi tới các bạn đó là: vẽ một đa giác đều 17 cạnh chỉ bằng thước thẳng và compa. Thước không có chia đơn vị. Nên các bạn hãy tạm dừng và thử tài năng hội họa của mình nhé. Đầu tiên hãy để mình giới thiệu cho các bạn một chút thông tin về câu đố này mà có thể nhiều bạn đã gặp trên Internet. Đây là một video trên kênh YoMath Thầy Chí Phương. Mời các bạn tham khảo. Vào một ngày đẹp trời năm 1796, trong trường đại học Goethe ở nước Đức, một chàng trai trẻ 19 tuổi sau khi ăn cơm tối xong, liền bắt đầu làm 3 đề toán đã được giáo viên hướng dẫn giao cho riêng mỗi ngày. Chàng trai có năng khiếu trời phú về môn toán, vì vậy nên giáo viên hướng dẫn gửi gắm tất cả hy vọng vào cậu. Mỗi ngày đều giao thêm cho cậu 2 đề toán tương đối khó để rèn luyện. Trong tình huống thông thường, cậu ta sẽ hoàn thành phần bài tập đặc biệt này trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sao hôm nay thầy giáo lại giao thêm cho mình một đề thế này? Chàng thanh niên vừa mở vở bài tập vừa lẩm bẩm. Anh chàng cũng không nghĩ nhiều và bắt đầu bắt tay vào làm bài tập. Cũng giống như bình thường, 2 đề trước cậu đã hoàn thành vô cùng thuận lợi chỉ trong vòng 2 tiếng. Đề thứ 3 được viết trên một mảnh giấy nhỏ, yêu cầu chỉ dùng compa và một cái thước kẻ không có khắc độ để vẽ ra một hình có đúng 17 cạnh. Anh chàng không để ý, bắt đầu làm giống như 2 đề bài trước đó. Tuy nhiên, càng làm thì càng cảm thấy tốn sức. Cậu ta bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ giáo viên thấy mình ngày nào cũng hoàn thành bài tập một cách dễ dàng, nên lần này đặc biệt tăng độ khó lên mà thôi. Nhưng mỗi giây phút trôi qua, đề toán thứ 3 vẫn không có một chút tiến triển gì. Chàng trai vắt óc cũng nghĩ không ra kiến thức toán học hiện tại nào của bản thân có thể vận dụng để giải được đề toán này. Khó khăn khơi dậy ý chí chiến đấu của chàng thanh niên. Mình nhất định phải làm được. Anh chàng cầm compa và thước kẻ vẽ lên giấy, thử những phương pháp thường dùng để giải đề toán này. Cuối cùng, khi ánh bình minh đầu tiên chiếu vào ô cửa sổ, anh chàng đã thở một hơi thật dài, loay hoay mãi cuối cùng đã giải được đề toán khó này rồi. Khi gặp được giáo viên hướng dẫn, chàng trai cảm thấy có một chút hổ thẹn và tự trách mình. Cậu ta nói với thầy giáo: "Thầy giao cho em đề toán thứ 3, em phải làm tròn một đêm, em đã phụ sự bồi dưỡng của thầy rồi." Giáo viên hướng dẫn cầm quyển bài tập của chàng trai, vừa xem qua ông ngây người vô cùng kinh ngạc. Thầy giáo nói với anh chàng bằng giọng run run: "Bài này do em làm thật sao?" Anh chàng biểu lộ sự nghi hoặc trên khuôn mặt, nhìn người thầy đang biểu hiện khác lạ, trả lời: "Đương nhiên rồi, nhưng có lẽ em còn kém cỏi, phải mất một đêm em mới giải được bài toán đó." Thầy giáo bảo chàng trai ngồi xuống, lấy compa và thước kẻ ra, trải giấy trên mặt bàn rồi bảo cậu vẽ một hình có đúng 17 cạnh ở ngay trước mặt mình. Chàng trai nhanh chóng vẽ ra một hình có đầy đủ 17 cạnh. Thầy giáo vô cùng kích động nói với cậu học sinh của mình: "Em có biết hay không, em đã giải được một bài toán chưa ai giải được có lịch sử hơn 2000 năm rồi. Archimedes không giải được, Isaac Newton cũng không giải được. Em lại có thể giải nó trong một đêm. Em đúng là một thiên tài." "Gần đây thầy đang nghiên cứu các bài toán khó này. Hôm qua lúc chuẩn bị giao bài tập cho em, vì không cẩn thận nên đã kẹp mảnh giấy có ghi bài toán này vào trong phần bài tập của em." Nhiều năm sau, chàng trai này mỗi khi nhớ lại câu chuyện đó đều nói: "Nếu có người nói cho tôi biết bài toán này là khó, có lịch sử hơn 2000 năm chưa ai giải được, tôi sẽ không thể giải được nó trong vòng một đêm." Chàng thanh niên này chính là hoàng tử của các nhà toán học lừng danh Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà trắc lượng học, được sinh ra ở Buschwitz, mất ở Göttingen, hưởng thọ 77 tuổi. Ông được đánh giá là một trong những nhà toán học quan trọng nhất trong lịch sử. Bạn biết đấy, qua câu chuyện này thì chúng ta rút ra được một bài học, đó là có một số việc khi không tiết lộ nó khó khăn tới mức nào, chúng ta có thể sẽ làm tốt hơn. Như chúng ta vẫn thường nói, người không biết sẽ không sợ. Cũng giống như khi các bạn học môn toán cũng vậy, nếu như các bạn đừng bao giờ nghĩ môn toán là khó thì các bạn sẽ học nó một cách rất là dễ dàng. Thầy xin giới thiệu cái vẽ cái đa giác 17 cạnh đều chỉ bằng thước và compa. Đầu tiên, chúng ta vẽ một cái đường tròn được ghi. Rồi, mình sẽ bôi đậm ở đây để màu khác đi này. Chúng ta sẽ kẻ đường kính ngang và dọc cho nó. Chúng ta hãy chú ý là cái đường mặt kính đứng này, ta sẽ tìm trung điểm của nó. Để tìm trung điểm cho nó thì rất đơn giản là chúng ta vẽ hai cái đường tròn như thế này.
lối giao điểm một đường tròn như này và một cái đường tròn có sẵn là tâm ở đây và là kinh đây, chính là cái đường tròn lớn này, ta lối giao điểm của chúng. Thì cái đường đi qua giao điểm này với cái đường bán kính trên này sẽ chính là trung điểm ở đây, và ta có là trung điểm của đoạn bán kính trên. Tiếp tục ta sẽ tìm trung điểm của đoạn giữa này. Để tìm đoạn giữa này, ta dựng ta vẽ hai cái đường tròn như này, kẻ đường thẳng đi qua hai giao điểm. Khi đó cái đường, cái giao điểm của đường vừa rồi đấy, cái đường bán kính này sẽ chính là trung điểm. Tiếp bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ một cái đường nối cái đường trung điểm vừa rồi với cái điểm này, cái điểm này. Đến đây, cái đường chúng ta vừa vẽ cắt cái đường tròn ở điểm này, và chúng ta tiếp tục đi tìm trung điểm của cái đoạn còn lại này. Để tìm trung điểm thì chúng ta cũng tương tự vẽ hai đường tròn nối hai giao điểm. Giao điểm này chính là trung điểm. Mình sẽ ở đây mấy cái này không cần thiết nữa. Đến đây chúng ta vẽ một cái đường tròn có tâm là điểm này đi qua cái đường trung điểm vừa rồi. Đường tròn này cắt cái đường kính đứng ở đây, và tiếp tục chúng ta vẽ hai cái đường tròn này nối giao điểm hai đường tròn vừa rồi với điểm này. Đường này sẽ cắt cái đường tròn này tại đây. Tiếp tục ta lại vẽ hai đường tròn như này. Vẽ đường thẳng đi qua giao điểm của chúng và đường này. Đường thẳng này mình sẽ đẹp màu đỏ. Nó sẽ cắt cái đường tròn này ở cái điểm này. Đến đây ta lại vẽ tiếp hai đường tròn như thế này, và có được giao điểm của chúng nối giao điểm này với đường này. Mình sẽ ẩn bớt đi những cái đường không cần thiết đi, tránh nhầm lẫn. Cái đường thẳng sau vừa vẽ tiếp tục cắt cái đường tròn này ở điểm này. Mình sẽ ẩn bớt đi. Đến đây ta vẽ tiếp hai đường tròn như thế này, đường tròn có tâm ở đây và đi qua điểm này, và ngược lại. Chúng ta tìm được giao điểm nối cái giao điểm này với cái điểm như trên. Tiếp tục nó sẽ cắt cái đường kính ngang ở điểm này. Đến đây chúng ta sẽ vẽ hai cái đường tròn đi qua như này nối giao điểm của chúng. Đây, giao điểm, cái đường thẳng qua hai giao điểm này sẽ cắt cái đường kính ngang ở đây. Tiếp tục chúng ta vẽ, mình sẽ ẩn bớt đi nha, cái đường này không dùng nữa này. Hai, tiếp tục vẽ hai cái đường tròn như thế này. Ta vẽ đường tròn tâm là cái giao điểm vừa rồi đến cái điểm này. Cái đường tròn này sẽ cắt cái đường kính đứng tại điểm này. Ta lại vẽ tiếp một đường tròn, mình sẽ ẩn bớt. Ẩn bớt đi này. Mình sẽ vẽ tiếp một đường tròn, vẽ lại này. Bẹt
tiếp một đường tròn có tâm tại đây và đi qua cái điểm vừa rồi này. Nó sẽ cắt cái đường hình ngang tại một điểm như này, mình sẽ phải ở kia để. Cái đường tròn chúng ta vừa vẽ đây, nó sẽ cắt cái đường hình ngang ở tại điểm này. Ở cái đường này đi. Rồi. Chúng ta lối cái điểm này thẳng đứng lên trên. Đường thằng này sẽ cắt cái đường tròn tại một điểm này. Đến đây chúng ta sẽ vẽ các cái đường tròn. Đường thứ nhất mình sẽ đổi màu nhé. Nét đứt. Tiếp tục vẽ những cái đường tròn. Có tâm là tại các cái điểm vừa rồi và cái bán kính là giữa hai vào điểm này. Nó sẽ nối tiếp nhau như thế này. Điểm này đến đây. Điểm này đến đây. Lần lượt chúng ta có vẽ lần lượt. Tiếp tục. Chính xác vào các điểm. Tiếp tục vào đây. Đã đủ rồi. Chúng ta đã vẽ xong. Giờ chúng ta nối các cái điểm này với nhau. Chúng ta sẽ to cho nó một cái màu dễ nhìn hơn. Màu xanh này đi. Nét đầy đặn. Nối các điểm. Vậy là chúng ta đã vẽ xong được cái đa giác đều của 10 cái kẻ thằng nhau. Tuyệt vời. Hãy thử. Chính xác là các kẻ đã bằng nhau. Mình sẽ ẩn hết các cái đường phụ trợ đi. Ngoài ra trên kênh Number5 có đề cập đến một cách vẽ khác, các bạn hãy tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.